Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Full News TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Nếu đây là lần đầu các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Full News TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 8 tháng 4 duy trì ổn định ở các địa phương trong nước. Trên thị trường xuất khẩu, trong phiên giao dịch cuối tuần qua, cộng đồng hồ tiêu quốc tế niêm yết giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia ở mức 4.463 USD trên tấn và 6.179 USD trên tấn. Trong khi đó tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu duy trì ở mức 4.450 USD trên tấn. Còn tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng duy trì ổn định trên thị trường ở mức giá là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn, cùng xu hướng ổn định với giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong tuần qua khi ghi nhận giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g trên lít và 550g trên lít ở mức 4.200 USD trên tấn và 4.300 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì ở mức 6.000 USD trên tấn. Theo cộng đồng hồ tiêu quốc tế, trong tuần qua, ghi nhận giá tiêu đen nội địa và thế giới của Indonesia tăng, trong khi đó tại Brazil, ghi nhận giá tiêu xuất khẩu điều chỉnh giảm. Còn tại Việt Nam và Malaysia, cả giá tiêu nội địa và thị trường quốc tế duy trì ổn định. Giá tiêu đen nội địa tại thị trường Ấn Độ tăng nhẹ trong tuần qua. Thưa các bạn, theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho biết, tháng 3 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 25.579 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen xuất khẩu đạt 22.282 tấn, tiêu trắng đạt 3.297 tấn. Bình quân giá hồ tiêu đen xuất khẩu trong tháng 3 đạt 4.136 USD trên tấn, trong khi tiêu trắng là 5.710 USD trên tấn. Lũy kế tính đến hết quý 1 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 56.712 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen xuất khẩu đạt 49.743 tấn, tiêu trắng đạt 6.969 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong quý 1 đạt 235,6 triệu USD so với cùng kỳ năm 2023. Lượng xuất khẩu giảm 21,6%, kim ngạch giảm 0,1%. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá hồ tiêu duy trì ổn định với mức giá thu mua là 93.000 đồng đến 96.500 đồng một kg. Ghi nhận ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu được các đại lý thu mua quanh mức giá 95.000 đến 95.500 đồng một kg. Trong khi đó tại tỉnh Gia Lai, thu mua quanh mức giá 93.000 đồng một kg. Mức giá này cũng ghi nhận tại tỉnh Kon Tum. Tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu thu mua quanh mức 93.100 đồng một kg, trong khi tại tỉnh Lâm Đồng, giá hồ tiêu được thu mua ổn định quanh mức giá 95.000 đồng một kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sáng nay ghi nhận quanh mức 96.000 đồng một kg, trong khi tại tỉnh Bình Phước, mức giá là 96.500 đồng một kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu là 94.500 đồng một kg. Thưa các bạn, hiện nay nhiều địa phương đã kết thúc vụ thu hoạch hồ tiêu nên vụ năm 2023-2024, hiện giá hồ tiêu vẫn neo ở mức cao nên nông dân cũng hạn chế bán ra. Vụ mùa năm nay giá hồ tiêu đang phục hồi và là tín hiệu mừng cho người trồng tiêu. Năm 2024, nhiều nông dân và doanh nghiệp dự đoán là năm tươi sáng cho xuất khẩu hồ tiêu. Nhiều người kỳ vọng hồ tiêu tiếp tục tăng vì nhiều năm qua giá hồ tiêu giảm khá mạnh và kéo dài. Việc giá cao nên tâm lý chung một số hộ sẽ đầu tư và chăm sóc lại vườn hoặc trồng mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay trên kênh Full News TV. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.